Ôi, tìm ba gái luôn hả? Phải rồi. Mày làm gái là số 1. Không, tôi là con trai nhưng hai bà kia đó là con gái Ừ, tao là con Trời. trai Lạ nè. mà. Kinh Lạ vậy. sao? Thì tao nói thiệt mà, tao con trai, tao nói tao con trai, tao con trai. Tên là tên chị gái tao. Hai rồi. Nhóc hai Con rồi tim nó hả? bốn thằng. Mẹ nó nhiều quá, thằng số 1 này. Cái Mày không gì? yêu Tôi nó nổi một. gì. Cục tạ đáng yêu, tôi phải cục tạ gánh tim đâu. Mày gắn tim được hai biết mấy, thứ gì đàn ông Trời gì đâu. ơi. Vãi trưởng, Đáng thế mà đàn hồi nãy mình không lại một tim nhảy. thế thế đàn ông là phải gánh tim hả? Ok. Thua. Mày đáng mặt nam nghi chứ. Tôi là con gái mà. Ồ. Ủa là tao. Ồ. Đưa cấp Ồ. 3 đây coi. Đây. Nôn cấp 3 ra. Làm gì căng vậy? Sao mày giành đồ tao hoài vậy? Đâu Để đây tự á hứa thầy. không? Nó chồng ở bên mới ừ Cục cằn vậy. hứa. Thật đấy, có đồ lên. đâu. Cục Lên. cằn thì không có bồ đâu. Lên. Còn làm gì có đồ đâu. Lên. Lên. Xong Lên. một tem thôi. Ok, Ok. lên. Một tem nhảy. Ta chưa có biết Lên. hai tim, hai tim lận. Từ Ôi, ôi, từ ôi, nha, bên ta kia chưa kìa. có biết Cái bước chân trong Rồi. ôi ơi Rồi. Hay. tim gì đâu không biết trong thiệt quá trời còn lướt đồ nữa trên lầu luôn còn dán đồ mày cũng hay lắm rồi cô vợ với trống Đi sớm đấy tim làm bắt sao không cô cover được. vợ nhau tao đã Đi thì kêu đi là đi lẹ à? lên rồi tao đã kêu đi lên luôn tao ra kêu lên 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 nãy giờ Đây là đâu? mít con số 2 ồn ghê mà nó cũng thèm tắt mít nè cái gì nữa trên lầu luôn á ngon mẹ nghe tiếng chân kiểu gì vậy Nó chạy rồi, nó chạy nghe rồi. gì đâu mày vậy luôn hả thôi vãi rồi xé AK kiểu gì vậy trời mù hết mắt luôn thôi tao lại mày nữa đừng xé AK nữa đừng 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 tao lại mày đừng xé AK nữa ngon tao xin mày luôn đúng rồi Nó về. thấy cái đó đúng rồi tiếng bước chân ủa tiếng bước chân của con số 2 tiếng bước chân của địch vậy lúc mà chết mình nghe tiếng bước Tao chân chỉ thấy được tao không Larry thôi. đây này nó ở bên này này con Nhiều quá máu à. sao mày không đeo tai nghe vô mày nghe ngon why Tao tao đang đeo mà tao không biết nghe á. Oh. Lúc nào tao chả đeo. Vãi nồi. Giá như KD của mình được sáng sáng trái hơn bạn Ngân thì hãy biết mấy. Chưa bao giờ KD mình hơn bạn Ngân. Buồn. Bạn Ngân lên cao thủ rồi, mình mới lên kim cương 1. À, phải kim cương. Ôi, em bắn nha mà không nghe tiếng chân được luôn á. Trời, tôi tức Con này, bẩn con này. luôn. Đó là tao có biết nghe tiếng chân đâu. Ôi, tao khóc. Dưới tầng, Ý dưới là tầng, dưới tao tầng, nhìn dưới cái tầng. mẹ nó bản vô đồ lý đó. vậy. Tao nhìn bản đồ đó. Mày phải tập nghe tiếng bước chân đi, đôi khi bản đồ nó không có giống như sự thật đâu. Sau lưng mày kìa. Bản đồ Gì nó đằng sau lưng. Ui, I'm from Wuhan. Ui. Ui. à, phòng Ôi, Vũ Hán này được bạn này đến từ Vũ Hán này cái giọng này nghe ngựa nhựa nhựa như thằng ân gì ta ân gì ta Understand. ừ đúng rồi nghe nhựa nhựa nha thằng đó với tao không ưa thằng đó chút nào luôn ơi nghe nó cứ nhựa nhựa như cái thằng gì mà ân ST vậy Vậy luôn hả? có tiếng bước chân kìa em tao nghe giống như trong nhà y á
Mà mỗi lần mà chết là tao sẽ nghe tiếng bước chân nó to to hơn. Mà tao tưởng tiếng bước chân của người luôn á. Coi bên kho mày, coi bên kho, coi bên kho, coi bên kho. Bên kho, à không, bên kho đó hồi nãy mình nhảy lộn. Ý, có ai thấy Mary không? Bắn đi, làm gì vậy? Vừa chạy vừa bắn hả má? Tao không như mày nữa. Nghe nó cứ nhỏ nhỏ nhưng ăn hết ta. Tao không thích ăn hết ta chút nào luôn. Sao mày lại mày không làm gì thích làm nó? ta. Hồi rồi ra. Tao tao ghét nó lắm. Tao ghét nó lắm luôn á. Tao không hiểu lý do sao mà tao rất ghét luôn á. Hay là nhìn nhìn từ cái nhìn bên này tao thấy tao đã thấy ghét rồi. Nhìn nó đẹp trai quá nên mày ghét đúng Bé. Vãi nồi. Vãi nồi. Chết. Thôi. Thôi 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 tao không thấy nó đẹp trai chứ cho mày nhìn cái bản mặt đó tao muốn nhìn chả thấy gì trơn thật sự không nghe cái giọng nó rất là giống cái thằng hết tơ luôn á trời có khi nào mày lòi ra đây à ôi thiệt luôn hả trời giống hay không thì kệ tao đi. Kêu lên ờ, được ý, ở dưới kìa Ngân, ở dưới kìa, trời con bắt ở dưới kìa, tại sao mày ham quá vậy? Thiệt luôn á, bữa chơi chung đám, đã thấy thằng đó còn trắng xíu thôi, bạn Ngân thọt tay đi không? Khóc thật sự. Cái thằng cục tải lên được cái giọng nó y chang như hả tơ luôn á trời. Kệ tao đi, mệt quá mày. Anetta đang livestream. Đang lúc livestream hả? À, mà livestream không ý tao bảo là tí hồi lên thấy Anita đang livestream. Ôi vãi nồi thôi lấy ngồi khóc kìa. Ừ, nhưng mà nếu mà nói về người bắn bút chi mà tao hâm mộ thì là có ai nhỉ? Mình nhớ là tao cũng hâm mộ không hâm mộ kinh nó phai. Để tao coi ta được đúng mũi kiếm. Vô KD 5,6. Vô. Rồi tụi nó để năng thỉnh. Ý hai thằng luôn kìa. Chết cũng tại đáng yêu vô. Mày sắp coi rồi. Hả? Đây đi rồi. Clear, clear rồi. Nếu mà chơi thì lúc đầu là kiểu do nói chung là mày rủ tao thì tao thấy ừ chơi có mày vui nên tao chơi chung chứ tao cũng không biết nên hâm mộ ai trong PUBG để bắn hay. Mày mày hiểu ý tao không mày mày nhìn mày nha mày mày xem tao nè xem chưa rồi. Giờ nghỉ thêm 2 tuần nữa không biết làm gì. Ước gì giờ ta được đi chơi bên Hàn Quốc. Nãy nó chơi với Thành. Nó vào nó kể chuyện lịch sử. Gì? Gì gì mày nói gì? Gì? Nó vào nó kể có lịch sử. Nó như chuyện nó kể chuyện. À bán xì ke 24 giỗ. Ôi vãi nồi. Em có bản đấy. Mà nhưng bên kia kìa. Ừ. Chắc hàng này cũng không phải là OST đâu. Tại vì ta có lúc đầu là ta có coi qua thanh niên NFT thì ở là thấy lâu lâu bật mic thôi chứ bật mic hoài thì cũng đâu có nghe được tiếng bước chân đâu đúng không? Đúng không? Thì kệ nó đi, mày nhiều chuyện quá hả? Ôi, mày kỳ quá, tao hết nói mà. Mày chết rồi thì mày im đi cho người ta bắn.
giờ tao không có tim. Mình nhiều chuyện quá. Rồi. Trời, tao nghi ngờ thằng này là thằng OST lắm nè. Nãy giờ là chạm tới lòng tự ái của tao nghi ngờ lắm nha. Kìa, ngay bên kia kìa. Ê, số 1 mày lấp mắt tao đi thôi để tao. Ê, mày lấp mắt tao đi rồi tao nói chuyện với Ngân cái. À, cái lúc đầu là mình để nghi ngờ rồi. Mình cố gắng nhựa nhựa nhây nhây để mình hỏi thêm. Cái tên nó là anh đi test mà. Ai biết đâu lại nó đổi nick sao? Kìa kìa. Cứu ý kìa. Cô kênh nóc quà vậy. Cứu anh. Thất vọng. Chắc bọn anh nãy. Đúng rồi, đúng rồi. Nóng một rồi này. Rồi, còn thằng đầu xa chạy vào bo này. Trên đồi kìa. Enemies ahead. Cẩn thận Ngân ơi. Sao anh Ngân? Đi số 2. Đừng đi bên đấy. Mà 2, 4, 6. Ok. Hai. Ơ mày, thằng số 2 nó sấy văng lên trời luôn. Nó sấy văng lên trời luôn. Idol của mình. Còn một thôi. Ủa còn 5. Ôi. Phải. Ui mà cái 6. Đùa ghê đấy. Đi à. Trời ơi tao bị trừ điểm chết luôn nè. Mm-hmm.